Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh chia sẻ thông tin về tử vi phong thủy hàng đầu Việt Nam, được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách bốc lại ban thờ Phật cuối năm đúng và đầy đủ nhất. Trong nội dung video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với quý vị những nội dung chính như sau. 1. Những ngày tốt bốc bát hương lập ban thờ mới hoặc bốc lại bát hương thờ Phật tháng 12 âm lịch. 2. Sắm sửa đồ lễ cần thiết cho việc lập bát hương Phật trong tháng 12 âm lịch. 3. Các bước cần làm để bát hương thông linh được với Phật. 4. Quy trình bốc bát hương thờ Phật chuẩn phong thủy. 5. An vị và dâng hương cho bát hương thờ Phật. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như quý vị đã biết, bản chất của việc thờ phụng chính là bày tỏ sự kính trọng, tôn trọng, biết ơn đối với người mà mình muốn thờ. Trong tâm của hàng vạn, hàng triệu con người, Đức Phật là một bậc toàn giác, có đầy đủ đức hạnh cao quý, xứng đáng được tôn thờ. Ngài là đấng cha lành, là nơi nương tựa vững chắc của bốn loài chúng sinh, có trí tuệ thấu suốt thế gian và có đầy đủ đức hạnh cao quý, dẫn dắt chúng sinh ra khỏi biển khổ của luân hồi sinh tử. Chính vì vậy, bất kỳ ai thành tâm tôn kính Đức Phật đều có thể thờ phụng Ngài. Vậy thờ phụng Đức Phật ở tại gia như thế nào cho đúng và tích lũy được nhiều phước báu? 1. Những ngày tốt đẹp nhất để lập ban thờ Phật hoặc bốc lại bát hương cho ban thờ Phật trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày 11 Canh Thân. 2. Là 15 Giáp Tý. 3. 16 Ất Sửu. 4. Ngày 20 Kỷ Tỵ. 5. Ngày 25 Giáp Tuất. 6. Ngày 26 Ất Hợi. 7. Ngày 30 Kỷ Mão. Và 8. Ngày 23 Nhâm Thân. Đó là 8 ngày tốt để bốc bát hương thờ Phật trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy chọn ra cho mình một ngày phù hợp nhất với mình để tiến hành bốc bát hương cho được thuận lợi và may mắn nhé. Các cụ xưa có câu, tốt lễ thì dễ cầu, vậy nên trong vấn đề tâm linh, việc sắm sửa đồ lễ là việc không thể thiếu. Đồ lễ để bốc lại bát hương thờ Phật cần có những lễ vật sau, tùy theo văn hóa vùng miền mà những lễ vật này có thể thay đổi cho phù hợp. 2 đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, trầu cau, 1 mâm cơm, canh chay, 2 đĩa hoa quả, mỗi đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, hoa, 5 hoặc 15 bông, nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu, 2 cốc nến hoặc cây nến. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm là hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có, chậu sạch, khăn sạch, rượu gừng hoặc rượu ngũ vị hương. Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ, ta tiến hành bốc bát hương cho ban thờ Phật. Để việc bốc bát hương được hanh thông thuận lợi, ta cần chuẩn bị những vật phẩm sau. Thất bảo, gạo vàng thần tài, ngũ vị hương, cho nếp, tờ di hiệu, giấy trang kim, trầm sông, tài liệu hướng dẫn bốc bát hương và văn khấn. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989 34 9119 để nhận tài liệu quy trình bốc bát hương và văn khấn hoàn toàn miễn phí. 1. Thất bảo. Thất bảo là 7 bảo vật của nhân gian tượng trưng cho linh khí của đất trời hội tụ. Thất bảo là một trong những vật phẩm không thể thiếu khi bốc lại bát hương. Để cho bát hương được linh thiêng, bắt buộc trong bát hương phải có thất bảo. Thất bảo bao gồm những thứ sau. Vàng, ngũ hành thuộc kim, là một trong những bảo vật đặc biệt của đất trời, không bị biến sắc, không bị nhiễm tạp, là bảo vật dẫn khí, nạp tài, tượng trưng cho sự bình an và tài phú. Bạc, ngũ hành thuộc kim, là bảo vật của đất, đại diện cho sự mộc mạc, chất phác, ánh sáng của trí tuệ, mang ý nghĩa sức khỏe, trường thọ và an lạc. Hổ phách, ngũ hành thuộc mộc, là bảo vật của mộc, kết tinh qua hàng triệu năm mà thành. Hổ phách cất giữ linh khí của mộc được tôi luyện, nên nó có tượng trưng cho sự hòa hợp và may mắn. Ngọc phỉ thúy, ngũ hành thuộc mộc, là báu vật được hình thành trong quá trình kiến tạo lớp vỏ trái đất. Ngọc phỉ thúy tượng trưng cho quyền lực, quý phái, đem lại may mắn và bình an. San hô đỏ, ngũ hành thuộc hỏa, là một trong những bảo vật quý hiếm với sự kết tinh của vũ trụ. San hô đỏ giúp đem lại may mắn, kỵ tà và thanh tịnh. Đá mã não đỏ, ngũ hành thuộc thổ, là một dạng khác của đá thạch anh, nên mã não đỏ mang đầy đủ những năng lượng phong thủy tích cực. Mã não tượng trưng cho hạnh phúc, tốt lành và hưng thịnh. Ngọc trai tự nhiên, ngũ hành thuộc thủy, là một trong những báu vật kết tinh của biển cả bao la, có màu ngũ sắc lấp lánh khi đưa ra ánh sáng, tượng trưng cho tài lộc may mắn. Ngoài ra trong gói thất bảo của chúng tôi còn có thêm chỉ ngũ sắc, theo sự tư vấn của thầy Gia Cát. Sử dụng chỉ ngũ sắc trong bát hương để điều hòa ngũ hành, kỵ tà và mang lại sự linh thiêng cho bát hương. 2. Là gạo vàng thần tài. Gạo vàng thần tài được xem là một vật thần kỳ, cực may mắn. Nó được chế tạo từ cát và đá tự nhiên thuần khiết. Mỗi công đoạn chế tác đều vận dụng các nguyên lý ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ một cách nghiêm túc. Sự linh nghiệm đặc biệt mạnh của gạo vàng thần tài được sử dụng trong việc kích tài. Vậy nên đây là vật phẩm cần phải có trong mỗi gia đình, đặc biệt là trong việc bốc lại bát hương và kích tài cho bát hương vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng.
3 là ngũ vị hương, là vật phẩm phong thủy dùng để bốc lại bát hương và bao xài bát hương cũng như ban thờ. Ngũ vị hương bao gồm các loại hương liệu thảo mộc quý được dùng rất nhiều trong phong thủy như tẩy uế, xông khí vào nhà mới, bốc lại bát hương, pha với rượu để bao xài bát hương, lau dọn ban thờ cho sạch sẽ, thơm tho. Khi có ngũ vị hương trong bát hương sẽ không còn bị tạp chất, sạch sẽ và thơm tho hơn, mang lại sự linh thiêng cho ban thờ của bạn. 4 là tờ di hiệu. Tờ di hiệu bát hương là tờ giấy được in thành màu vàng và được viết bằng chữ Hán nôm đỏ. Bộ di hiệu thường được sử dụng để viết tên người được gia đình thờ cúng và được đi kèm với đó là bộ thất bảo. Trong gói thất bảo mà thầy Gia Cát cung cấp đã có kèm tờ di hiệu và cách ghi di hiệu chi tiết cho từng bát hương. 5 là giấy trang kim. Giấy trang kim là loại giấy có một mặt tráng kim, màu vàng, chuyên dùng khi bốc bát hương hoặc cho vào tiểu khi bốc mộ. Lớp giấy lâu ngày phân hủy hết nhưng còn lại lớp kim sẽ bọc lấy và bảo vệ xương cốt. Mọi người nên dùng loại trang kim chuyên dùng, không nên dùng loại giấy bạc bình thường sẽ không tiêu được lớp giấy. Giấy trang kim chuẩn được chúng tôi gửi kèm trong gói thất bảo mà quý vị đã thỉnh là thứ không thể thiếu để bảo vệ thất bảo khỏi tạp chất, tạp khí. 6 là trầm sông. Gỗ trầm hương làm thắp khói với hương thơm đặc biệt vốn được xem là có khả năng giúp tẩy hung khí, uế khí trong nhà. Ngoài ra sản phẩm này còn giữ cân bằng năng, vì vậy mà thắp khói trầm hương có công dụng giúp tụ vượng khí, góp phần làm gia tăng may mắn, tài lộc cho gia chủ. Sau khi bốc lại bát hương, cần phải sử dụng nụ trầm để xông khí, tẩy uế cho bát hương sạch sẽ trước khi dâng lên ban thờ. 7. Tài liệu hướng dẫn quy trình bốc bát hương và văn khẩn bốc bát hương. Những tài liệu này đã được chúng tôi gửi kèm với bộ thất bảo để đảm bảo cho quý vị bốc bát hương được chuẩn chỉ và chính xác nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ và vật phẩm để bốc lại bát hương, chúng ta bắt đầu tiến hành bốc bát hương theo quy trình sau. Tùy theo bát hương thờ vị nào mà ta ghi tờ di hiệu cho phù hợp. Ví dụ, phụng thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, chư vị tôn thần, ghi xong di hiệu ta tiến hành làm theo các bước sau. Bước 1, sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, viết di hiệu, bật lửa, hương. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và chúng tôi đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang màu quánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3, gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà chúng tôi gửi cho các bạn có kèm theo hai tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, một nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của chúng tôi đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên trên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4, khi đã bao xái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc là rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt của bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa của bát hương, ta dừng lại, rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều lên trên bề mặt cho nếp. Tiếp đến ta lại bốc cho vào bát hương, khi cho nếp đến miệng bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên xông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ bị đổ, gây nên sự lo lắng cho gia chủ. Để tránh việc này chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm xông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng, lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà chúng tôi gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa của bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Sau khi xông bát hương xong, trầm cháy hết, ta tiến hành đưa bát hương lên ban thờ Phật, cắm hương và đọc bài khấn.
Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn cho quý vị cách bốc lại bát hương ban thờ Phật. Mọi chi tiết thắc mắc, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với kênh của chúng tôi để được tư vấn. Đây là một vấn đề quan trọng, không nên thực hiện một cách sơ sài đối phó, mà hãy bằng cái tâm của mình để gửi đến cho Đức Phật thì mới mong có được một cuộc sống yên ổn, đầm ấm trong ngôi nhà mới về tận sau này. Vừa rồi thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của chương trình đã hướng dẫn quý vị và các bạn thủ tục bốc bát hương thờ Phật. Hy vọng với video này quý vị hoàn toàn có thể tự mình làm được mà không cần nhờ đến thầy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.